khổ tận cũng tới ngày thu quả ngọt. Cơn sâm này cứ yên tâm khổ trước sướng sau trong 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong năm Tân Sửu 2021, có 5 con giáp chịu nhiều tác động tiêu cực nhất. Đặc biệt, phải kể đến như người tuổi Sửu do phạm thái tuế, tuổi Tuất do gặp cục diện tương hình, tuổi Mùi, tuổi Ngọ đối mặt với tương hại, còn tuổi Thìn đương đầu với cục diện tương phá. Phần trình của cả 5 con giáp này đều sa sút, bấp bênh, công danh tài lộc không được như ý. Tuy nhiên, điềm báo tử vi cho thấy rằng, vào nửa cuối năm này, cát tinh vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh các con giáp này và mang tới những sự trợ giúp nhất định để giúp các tuổi bình an vượt sóng gió, đón nhận những sự chuyển mình rực rỡ hơn và chuẩn bị bước đà vững chắc cho năm 2022 sắp tới. Hãy cùng xem những con giáp khổ trước, sướng sau trong 6 tháng cuối năm 2021 đó là ai và làm thế nào để họ có thể tái sinh sau những khó khăn và xui xẻo trước đó. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Mùi. Năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ tuổi Mùi gặp cục diện tương hại thái tuế. Nửa đầu năm nay, chắc hẳn mệnh chủ đã cảm nhận khá rõ những khó khăn bủa vây chập trùng, khiến cho bản thân không thể thoải mái phát huy hết năng lực của mình. Trong công việc thì thường xuyên xuất hiện kẻ xấu, tiểu nhân, thị phi khiến bản mệnh làm việc cũng không thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Thành tích trong nhóm luôn đội cuối bảng. Hay cũng có mệnh chủ phải sứt đầu mẻ trán để đối phó với những kẻ cứ muốn kéo bước chân lại, làm chậm bước tiến của mệnh chủ và khiến mệnh chủ chẳng thể vùng vẫy, phát huy thỏa thích. May mắn thay, khổ tận cam lai, vận trình của những chú dê sẽ có được những thay đổi tích cực khá rõ ngay trong nửa cuối năm nay mà chẳng cần phải chờ đợi quá lâu. Theo tử vi khoa học, địa giải cát tinh xuất hiện soi sáng tiền đồ của mệnh chủ tuổi Mùi trong 6 tháng cuối năm. Cơ hội chuyển mình đã bày ra sẵn trước mắt, chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng tự phụ, hành xử khéo léo hơn một chút thì tự nhiên sẽ giảm thiểu nhiều rắc rối tới quấy rầy bản mệnh. Cũng nhờ đó mà sự nghiệp của những chú dê sẽ thuận buồm, xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng không tìm cách giải quyết, thích hợp, hợp lý để khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. Đặc biệt, bản mệnh có thể mong chờ những tin vui sẽ đến vào tháng 10 âm lịch, nhờ cục diện hợi Mùi tam hợp. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mùi. Thứ hai là tuổi Tuất. Cũng nằm trong số các con giáp khổ trước sướng sau trong 6 tháng cuối năm 2021, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tâm lý đón chào những điều bất ngờ trong vận trình của mình.
Năm 2021 này, mệnh chủ tuổi Tuất bị thái tuế tương hình chiếu mệnh. Điều này tác động không nhỏ đến trạng thái tinh thần của bản mệnh. Những tháng đầu năm, chắc hẳn bản mệnh đã trải nghiệm không ít quả đắng. Những lần tâm trạng trở nên cáu kỉnh, nóng nảy mất kiểm soát, bản mệnh thường không thích và cũng không muốn nghe lời người khác góp ý. Cảm thấy ý kiến của đối phương mâu thuẫn với mình, nên cố tình làm trái ngược lại. Không ít lần hậu quả để lại là những trận tranh luận cãi vã nảy nửa, họa thị phi dồn dập. Thậm chí có mệnh chủ còn vướng họa kiện tụng. Cũng may, nửa cuối năm này, thiên đức cát tinh che chở cho vận trình của tuổi Tuất, giúp cải thiện không nhỏ tâm tình của mệnh chủ. Bản mệnh trở nên hiểu chuyện hơn, chịu thay đổi góc độ suy nghĩ, không còn những quan điểm gai góc cố định gây sự. Bản mệnh cũng đã tìm cách để kiểm soát cảm xúc của mình, không dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân khách quan. Nhờ sự thay đổi tích cực này, cộng thêm cát tinh thiên đức mang tới quý nhân chỉ đường dẫn lối mệnh chủ tuổi Tuất, nên trong sự nghiệp, bản mệnh sẽ hóa giải vận rủi thành may mắn. Đặc biệt, bản mệnh có thể mong chờ vận may vượng nhất vào khoảng thời gian tháng 10 âm lịch, khi sao thiên hỷ báo tin vui. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tuất nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc. Sự may mắn đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tuất. 3. Tuổi Ngọ. Mệnh chủ tuổi Ngọ được dự báo sẽ có một năm 2021 không mấy thuận lợi do thái tuế tương hại tác động, họa tiểu nhân rình rập. Nửa đầu năm 2021, bản mệnh đã không ít lần chảy trật, cũng vì vận trình sao sút. Dù đã tìm cách để cải thiện nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Bản mệnh chắc chắn đã cảm nhận rõ được trong công việc hay xung quanh cuộc sống của mình dường như luôn tiềm ẩn rất nhiều khúc mắc. Dù làm gì hay đi đến đâu cũng không hài lòng, khiến bản mệnh tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc cho xong. Thế nhưng nếu như bản mệnh vẫn đang kiên trì đến thời điểm này thì hãy cố gắng thêm, bởi thời cơ chuyển vận đổi mình của bản mệnh đang rất gần. Vất vả mãi rồi cũng tới ngày thu về, trái ngọt xứng đáng. Theo đó, bắt đầu từ nửa cuối năm 2021 này, chỉ cần mệnh chủ đối nhân xử thế chân thành, tử tế với những người xung quanh, mệnh chủ có thể giúp bản thân tích lũy phúc khí và vận khí, nhờ vậy cũng sẽ thăng tiến. Không như vậy, bản mệnh còn được Nguyễn Đức Cát Tinh phù hộ, nữ mệnh lớn tuổi xung quanh chính là quý nhân của bản mệnh. Họ sẽ mang tới những sự hỗ trợ rất kịp thời, hữu dụng cho sự nghiệp và cuộc sống của bản mệnh. Cứ đà tăng này thì đương nhiên tài lộc cũng không có khởi sắc, giúp những chú ngựa có thể thở phào nhẹ nhõm sau những tháng ngày cắn răng trước đó. Đặc biệt, bản mệnh có thể đón vận may ập đến mạnh mẽ nhất vào khoảng tháng 9 âm lịch, khi có cục diện Ngọ, Tuất, tam hợp trợ mệnh. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Ngọ. Thứ tư là tuổi Thìn. Rất tiếc khi người tuổi Thìn khi phải đương đầu với cục diện tương pha thái tuế trong năm 2021 này. Chắc hẳn những tháng đầu năm đã qua khiến bản mệnh cảm nhận sâu sắc rằng mọi thứ xảy đến với mình thật khó khăn và sóng gió. Dù bản mệnh đã lên kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận đến đâu thì luôn có vấn đề xảy ra, nửa chừng, phá hỏng mọi dự định. Dù là trong cuộc sống, công việc hay thậm chí là tình cảm,
bản mệnh đều phải trải qua những mất mát, bực bội, khiến những chú giòm thường tự hỏi rằng mình là ai? Là người đen đủi nhất trên đời này hay không? May mắn thay, phần nửa cuối năm nay, nhờ được sao Long Đức cao chiếu, nhân duyên của những chú rồng sẽ được mở rộng đáng kể. Đào hoa khoe sắc, quý nhân ở bên che chở, chuyện tốt ập đến khiến chính mệnh chủ tuổi Thìn nhiều khi còn không tin vào mắt mình. Tuy nhiên vẫn nhắc nhở tuổi Thìn rằng đừng vội từ chối những lời đề nghị hay giới thiệu. May mối từ trưởng bối là nữ mệnh trong thời gian này, ý kiến của đối phương có thể giúp bản mệnh cải thiện sự nghiệp khi mang tới những cơ hội hợp tác béo bở, hoặc có thể mở ra cánh cửa tình duyên đang mối cho bản mệnh những đối tượng phù hợp. Sự nghiệp lớn, thăng tiến lại có ước mơ. Sự nghiệp thăng tiến lại có thể tìm được mối lương duyên, cuộc đời tuổi Thìn như bước sang một trang mới. Đặc biệt, bản mệnh hãy đón chờ cục diện Tí Thìn tam hợp vào tháng 11 âm lịch sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội rực rỡ vô cùng. Ngoài ra, để tăng may mắn, cải thiện, cải mệnh, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn sử dụng mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và phận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng, lại tác dụng phong thủy, tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thìn. Thứ năm là tuổi Sửu. Đương đầu với thái tuế trong năm 2021 khiến mệnh chủ tuổi Sửu phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió ập đến. Những tháng đầu năm, mệnh chủ cảm nhận khá rõ sự áp chế mà thái tuế gây ra. Không chỉ sự nghiệp, tài lộc, tình duyên mà sức khỏe cũng đều chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mọi chuyện đều rơi vào trạng thái bế tắc, tâm lý không được giải tỏa, nhưng chú trâu gần như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng thật tốt khi thần may mắn vẫn chưa rời bỏ cuộc sử, khi những tháng cuối năm 2021, tuổi Sửu vẫn sẽ có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Bắt đầu từ nửa cuối năm, vận trình của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những bước cải thiện đáng kể. Mọi việc trở nên hanh thông hơn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Đào hoa nở rộ nhờ được các sao may mắn phù trợ, vận may tình duyên sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội rất đáng mong đợi. Các mệnh chủ còn độc thân sẽ được lợi hơn cả khi được đào hoa chiếu mệnh, cơ hội thoát ế trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những cuộc hẹn trong thời gian này sẽ rất dễ phát hiện thành quen thuộc về sau. Những mệnh chủ đã có đôi, có cặp cũng nhân cơ hội này nắm tay người mình thương, chung tay bước vào chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Tình cảm vợ chồng tiếp tục ngọt ngào, êm ấm, đời sống tình cảm thăng hoa. Đặc biệt, vận may tuổi Sửu sẽ vượng sắc nhất vào khoảng tháng 11 âm lịch nhờ có Tí Sửu nhị hợp độ mệnh. Chính vì vậy, trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhất. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma, luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Sửu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh, để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.